Em mời anh em nghe nhạc nha. Anh em nào chưa sở hữu được con này thì không cảm nhận được cái độ hay của em nó nha. Pioneer SK900. Đây. Người làm gì? Chuyện yêu đương gì ta? Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên. Đừng để tơ hương chôn trong muôn mối. Người làm gì? Chuyện yêu đương gì ta? Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em. Khi mà hết băng tự nó đảo về mấy bên này thì nó chọn chế độ nè, chế độ băng này, độ bay vù nhảy. Phần đèn vù thì có độ thêm hai cái bóng đèn để cho nhìn nó vui mắt thôi, chứ không có gì cần ảnh hưởng gì tới máy nha. Các anh con này thì khỏi phải chơi rồi, anh em nào chưa thưởng thức trực tiếp thì còn hoài nghi, chứ còn khi mà đã sở hữu rồi thì khỏi phải lăn tay. Tiếng cực hay luôn, máy cực nạt tiếng hay à. Rồi, đó, như vậy thôi. Pioneer SK900.
nha. Em xin tạm dừng clip ở đây ha.